Chào mừng anh chị đã quay trở lại kênh mua bán xe cũ. Em là Xuân Trường đến từ Auto 8, có địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hòa, cầu Giấy, Hà Nội. Thì hôm nay em Trường lại tiếp tục lên sóng để giới thiệu anh chị một mẫu xe trong phân khúc hạng C, đó chính là chiếc Hyundai Elantra sản xuất 2017 bản 2.0 đặc biệt. Và chiếc xe này đang được Auto 8 chào bán với mức giá chỉ 545 triệu đồng quý chị nhé. Biển gốc thành phố, xe chạy 5 vạn km zin. Đó, thì ngay sau đây em Trường xin mời quý chị trải nghiệm thực tế chiếc xe cùng em Trường, để cùng em đánh giá xem rằng chiếc xe đã qua những năm tháng sử dụng thì tình trạng của xe còn đang ở mức độ như thế nào ạ. Và chiếc xe này vừa cập bến bên em thôi ạ. Đó, và đây, cái clip này là một clip quay hoàn toàn là mộc nguyên của xe quý chị nhá. Đó, xe mộc nguyên đó ạ. Thì xe cũng sẽ không tránh khỏi được những cái vết xước sát dăm nhỏ nhỏ. Thì ngay sau clip này em cũng sẽ cho spa dọn dẹp và tỉa tót lại xe. Đó, và sẽ là một clip sau khi xe đã tỉa tót xong. Đó, thì vì em cũng muốn quay một clip để vì rất nhiều anh chị em hỏi em rằng xem khi mà về cửa hàng thì không biết tình trạng của xe nó như thế nào. Đó, thì em sẽ làm ngay clip này nhá. Đó, thì chiếc xe này thì theo cảm quan đánh giá của em Trường thì tỷ lệ sơn zin của xe còn rất là nhiều luôn, lên đến 90%. Đó, đây sẽ đi một vòng quanh xe nhá. Xe chạy 5 vạn km zin và chủ xe cũng đã độ lên rất nhiều đồ rồi. Đó, các cái la răng thì cũng còn rất là đều đẹp. Đó, sơn xi cũng còn rất là nhiều luôn. Đây, những cái vết xước răm nhỏ nhỏ này thì xe cũng sẽ không tránh khỏi này, thì em cũng sẽ cho tỉa tót lại. Đó, bản 2.0 cực kỳ là xịn sò rồi. Ngoại thất của xe nói chung là cũng cần phải có những cái điểm. Đây, những cái vết xước răm này thì em sẽ phải cho đi spa dọn dẹp lại nhé. Cái clip này là em chỉ gọi là báo giá và mô tả cái độ chất của xe, độ mộc của xe khi về tới cửa hàng thôi ạ. Đó, cực kỳ là xịn sò luôn. Đây, khoang cốt của Elantra thì cũng rất là rộng rãi, thoải mái luôn quý chị nhá. Đây ạ, khoang cốt rất rất rộng luôn. Phụ kiện thì đầy đủ. Đó, 2017 chạy 5 vạn km là một số km em thấy khá là ít. Đó, em cam kết km zin nguyên theo xe. Đó, đây, những cái phần la răng cũng còn rất rất mới luôn, hay các cái phần điệp nối giữa ba đờ sốc và mép cản của xe vẫn còn rất là đều luôn quý chị nhá. Đó, đây, một vòng quanh xe. Đây, có những cái vết xước răm này thì em cũng phải cho đi tỉa tót dọn dẹp lại này. Đó, rồi thì em đã đi một vòng quanh xe và em sẽ sâu phần bên trong nội thất của xe. Nội thất kem cực kỳ là xịn sò rồi. Em sẽ mở hết tất cả cái cửa ra của chị nhé. Xe đã được độ lên bô on off, nghe cực kỳ là đã tai luôn. Đó, rất thể thao và thời thượng. Đó, đây ạ. Nên cả cục âm ly trầm nghe rất là hay luôn quý chị nhé. Đây, các cái phím bấm trên mặt tab ly cũng còn rất là mới, tab ly cửa này hay là từ ghế da này. Đó, vẫn còn rất rất mới luôn ạ. Phải là chủ xe đi cũng yêu xe và cũng khá là giữ gìn, rất giữ gìn ý, không phải là khá đâu. Đó, này, nhìn các cái mép ghế còn căng bóng luôn. Đó, đây, khu vực cần số vô lăng đấy ạ. Đó, siêu siêu mới luôn nhé quý anh chị nhé. Các cái phím bấm này, đồng hồ này. Đây, em mời quý anh chị cùng em trải nghiệm cái bô này nhé. Nghe đó, cực kỳ hay luôn quý anh chị ạ. Xe chạy 5,2 vạn km. Đây,
đã lên Omni rồi, nghe cực kỳ là thích. Trần mì cũng còn rất là mới luôn quý chị ạ. Đó, em sẽ tắt đi. Bô on off, đầy đủ hai chìa khóa. Hàng ghế sau còn căng bóng cực kỳ luôn. Rồi. Xe thì được trang bị hai vùng, cái vùng trước và vùng sau điều hòa luôn quý chị nhá. Và cái khoảng ngồi rất là rộng rãi thoải mái luôn. Đó, động cơ thì cực kỳ là bền bỉ. Rồi. Thì đối với chiếc Hyundai Elantra 2.0 2017 này, xe chạy 5 vạn đang được Auto 88 chào bán với mức giá chỉ 545 triệu đồng và giá trên vẫn còn thương lượng được. Quý anh chị nào đang quan tâm tới chiếc xe này, hãy nhanh chóng gọi điện thoại ngay cho em Trường, số điện thoại 0926 743333 để em Trường có thể tư vấn hỗ trợ anh chị một cách tốt hơn nữa và đặc biệt là báo với anh chị một mức giá yêu thương nữa đến xem là chốt. Đó thì những chiếc xe bên em bán ra đều cam kết tới quý anh chị trên văn bản là xe không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, hồ sơ pháp lý chuẩn. Đó. Mà em Trường khi mua xe của em Trường thì em Trường sẽ tặng quý anh chị một gói bảo dưỡng toàn bộ lại xe từ buji, hạng mút, thay dầu, thay mỡ, động cơ, hộp số, em sẽ bảo dưỡng toàn bộ lại cho quý anh chị nhé. Rồi thì cuối clip em xin được kính chúc quý anh chị một ngày làm việc thật là hiệu quả, có nhiều niềm vui và em rất mong rằng sẽ sớm được gặp lại anh chị ạ. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo ạ.